Chào mừng anh chị trở lại với tóc chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 15 nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 16 tháng 11 năm 2021. một à, trước khi đi vào nội dung chi tiết rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. À, thì phiên giao dịch ngày 15 tháng 11 là một phiên giao dịch mà thị trường anh chị có nhìn có thể thấy là có cái sự rung lắc nhất định đúng không ạ? Ở gần cuối phiên thì có cái sự bán ra sau đó thì thị trường được mua lại, hấp thụ lại. Thì về bản chất trong phiên giao dịch ngày 15 nó là một phiên vẫn có thể coi là một phiên mua vào anh chị nhé tuy nhiên là có trong cũng có những sự dao động chốt lời trong phiên thì các cái chỉ số index thì đều duy trì trên ma 10 trên ma 20 thì vẫn duy trì một xu hướng lên thì chúng ta có thể thấy thị trường hiện nay là trong trong cái xu hướng lên và khả năng là đang chạy nước rút anh chị nhé giai đoạn này có thể có anh chị có thể có cơ hội kiếm rất là nhiều tiền giai đoạn này tuy nhiên giai đoạn này không phải là giai đoạn mà chúng ta tăng vốn rất là mạnh nữa chúng ta phải tăng vốn ở giai đoạn này này anh chị này đấy thì rất nhiều anh chị mà có thể là có được những khoản lợi nhuận ở trong giai đoạn này tuy nhiên vào giai đoạn này mà chúng ta đặt cược lớn hơn và tăng vốn đặc biệt là mở rộng cái quy mô vốn ra ngoài cái phạm vi an toàn của chúng ta thì có thể sẽ có những cái rủi ro nhất định với anh chị nhìn thấy khối lượng dâng lên này thì khi uh, mà giai đoạn thị trường lên thì các cái dòng tiền đầu cơ nó tăng rất là mạnh thì uh, nếu mà chúng ta kiên quyết hoặc là đặt cược quá lớn hoặc là kiên trì với cái 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 nhận định là thị trường chắc chắn sẽ phải đi lên thì có thể sẽ phải trả giá nhất định do vậy là giai đoạn này chúng ta vẫn giữ cái quy mô vốn như ban đầu chúng ta đánh thôi anh chị nhé thì các anh chị có thể nhìn thêm cái chỉ số là cái số lượng cổ phiếu tốt thì số lượng cổ phiếu tốt thì tiếp tục vẫn duy trì ở trên cái đường trung bình này anh chị nhé là 315 cổ phiếu thì như vậy thì nó cũng bảo Uh, xác nhận bổ trợ cho cái nhận định của chúng ta bên trên về thị trường về cái các cái dòng cổ phiếu mạnh thì anh chị thấy là chúng ta dùng cái mốc so sánh ngày gần nhất là ngày mùng 3 tháng 11 nhé thì các cái dòng mạnh hiện nay có thể thấy điển hình như là dòng uh, chứng khoán này hóa chất chuyên dụng này ô tô này xây dựng xây lắp này uh, bất động sản này tham gia dầu khí này bán lẻ tổng hợp này thì đây là những cái dòng cổ phiếu mà đang tăng mạnh có cái moment có cái động lực mua vào trong thời gian gần đây khá là tốt Tuy nhiên một phần nữa chúng ta cần phải xem xét là nền tảng của các cái cổ phiếu này Nó có được tích lũy chặt chẽ hay không anh chị nhé Thì xoay quanh mấy cái nhóm mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm hơn trong cái việc giao dịch là chứng khoán này Bất động sản này, hóa chất chuyên dụng này, xây dựng xây lắp Là những cái dòng mà anh chị có thể yên tâm hơn trong việc đầu tư Có thể nói là bán lẻ tổng hợp nữa Thì các cái cổ phiếu mà cho cái điểm mua thì ở đây thì chủ yếu hai cái điểm mua là điểm mua mua bùng nổ hoặc là cái điểm mua điều chỉnh Uh, test lại ở trên nền thì có thể thấy là có một số cổ phiếu như DGW này, IDG này, DRH này, APS này, BFC này, PAU này, VMC và MCG thì các anh chị lưu ý để tham gia những cổ phiếu này. IDG là trong cái phiên ngày hôm trước là mình cũng đã giới thiệu cho các anh chị rồi đúng không? Nó là cổ phiếu mà cho điểm mua sớm thì IDG hôm 15 tháng 11 là điểm mua bùng nổ. Thì anh uh, chị lưu ý là các cái nguyên tắc về chốt lời, về cắt lỗ và thành lý cổ phiếu anh chị nhé các cái điểm mua các cổ phiếu mà cho cái điểm mua trong nền thì không có thì để đánh giá toàn bộ các cái cổ phiếu trong file trong 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 danh mục của các anh chị ấy, thì mình hàng ngày thì có gửi tặng các anh chị ở trong cái nhóm vip cái file excel thì anh chị uh, sử dụng cái file này để quản trị danh mục của mình anh chị nhé đây à, anh chị thấy đây trong này anh chị có thể tìm ở đây này các cái cổ phiếu mà cho điểm mua này đấy anh chị thấy đây này video gì này anh chị có hoàn toàn có thể vào đây anh chị có thể xem được nhé, Ví dụ đây là IDG này đấy, thì thấy điểm mua bùng nổ này, hôm trước là điểm mua điều chỉnh kiệt vô đúng không? Hôm trước chúng ta đã phát hiện ra từ hôm trước rồi, chúng ta phát cái hay nhất của cái pháp của gặp op là giúp chúng ta có thể phát hiện sớm các cổ phiếu ở những cái phiên mà nó chưa bùng nổ, sau khi chúng ta phát hiện sau nó bùng nổ thì đấy là cái cái tuyệt vời nhất đúng không ạ nếu chúng ta mua ở những phim bùng nổ này thì có thể nó chưa chắc là tối ưu bằng cái việc mà chúng ta mua ở những cái phiên trước đúng không mà chúng ta hoàn toàn có thể phát triển phát hiện ra những cổ phiếu này những cái phiên trước rồi đúng không DGW DGW là cổ phiếu cho điểm bùng nổ anh chị nhé đấy. đây là một nhịp chạy này đây là giai đoạn mà nó xoay quay đi ngang này đấy, trong dòng tiền vàng nó lại chạy này đấy. À, thì các anh chị à, uh, quản trị danh mục của mình thì bằng cách là các anh chị à, có thể là đầu tiên là chọn các cổ phiếu thứ nhất là chọn các cổ phiếu dòng mạnh này đấy sau đó các anh chị chọn các cổ phiếu mà kênh lên kênh trên xuống lên này đấy thông thường sau các anh chị chọn những cổ phiếu trên ma 10 đấy thì như này thì nếu danh mục của các anh chị mà thuộc những cổ phiếu trong những nhóm như này này thì về cơ bản về cơ bản thì là và là là rất ok, anh chị nhận thấy rất là nhiều dòng đẹp đúng không, trong dòng rất nhiều cổ phiếu đẹp như xây dựng này, rất nhiều cổ phiếu tăng rất là mạnh đúng không ạ. Đó thì uh, nếu mà đi mà giả soát hết các danh mục này thì nó khá lâu, thì anh chị nào mà có câu hỏi liên quan đến những cổ phiếu này thì có thể comment ở dưới cái video hoặc là uh, uh, các chị có thể hỏi ở trong cái group Zalo hoặc Telegram thì mình cũng sẽ trả lời các anh chị nhé anh chị nhé. À, thì hy vọng là những cái thông tin này thì nó là những cái bản tin rất là ngắn gọn thôi rất là ngắn gọn thì sẽ uh, phần nào giúp ích cho anh chị trong các cái hoạt động đầu tư chứng khoán của mình thì chi tiết hơn thì nếu mà đi phân tích hoặc là livestream thì nó cũng khá là lâu đấy anh chị nhận nó khá là lâu đấy thì ở đây thì cái, cái cách mà mình làm mọi khi ấy, là mình bao giờ mình cũng lọc theo ngành lọc các cổ phiếu rồi thì mình chọn các cổ phiếu mà theo thứ tự từ, từ, từ cao thấp đấy thì các anh chị hoàn toàn có thấy chúng ta hoàn toàn có thể giả soát rất là nhanh Đấy, ví dụ như dòng bán lẻ là có pit này đúng không thì này thì di động mà đang chạy rất là tốt này đúng không đấy, bất động sản có sale này là chạy rất là mạnh anh chạy nước rút này hag này chạy nước rút này ldg rất chạy nước rút này các anh chị thấy dòng bất động sản rất là mạnh đúng không PV ita vc 3 đấy những cổ phiếu này là nó hiện nay chúng ta không có điểm mua nữa anh chị nhé đây không phải là các điểm mua chúng ta còn nắm giữ và kiếm lợi nhuận thôi cho nên tại sao nãy mình có nói là chúng ta không nên gia tăng vốn quá lớn trong giai đoạn này bởi vì nếu mà chạy nước rút sau khi cổ phiếu chạy nước rút mà nó điều chỉnh thì cũng khá là mạnh. Đó thì anh chị có thể hoàn toàn dùng cái file xem này nhé anh chị là trong nhóm vip thì thì mình sẽ gửi trong đó. Còn anh chị nào mà không thuộc nhóm vip mà muốn nhận file này thì có thể like video, comment video sau đó inbox cho mình qua zalo thì mình sẽ tặng cho các anh chị. Ok thì hy vọng bản tin sẽ phần nào giúp ích cho các anh chị trong hoạt động đầu tư của mình. Các anh chị đừng quên sắp like kênh cũng như nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ thao chứng khoán. Ok chào các anh chị, chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn.